Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai chị Thông Xuân đã quay trở lại và tụi mình sẽ cùng nhau ăn mì cây xanh trên. Và kỳ này tụi mình sẽ cùng nhau ăn tất cả là 5 gói mì cây. 1, 2, 3, 4, 5. À, bây giờ không cần chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi nấu mì thôi. Yeah. Ngon quá. Thì xong rồi tôi sẽ đổ mì vào các bạn. Đây là cây mình thương mấy muôn, rất là bự. Các bạn ơi, và tụi mình cuối cùng cũng đã nấu xong mì đây. Yeah. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu dồn mì sang một bên nhé. Tại vì bên đây tụi mình sẽ để thêm kim chi nữa để ăn cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ đổ vô nha, ngon quá. Mình sẽ bắt đầu cho tất cả là 5 bịch tương ớt vô. Xong một cái tương này nó cứng dữ gì ta. Ngon quá. Trời ơi, mới có một bịch thôi mà Yến Thư thấy cay quá cái này luôn. Sao mình có thể ăn nổi 5 bịch đây. Dạo này kiểu ở ngoài trời hay mưa cho nên là tụi mình khá là thèm mì cay các bạn ạ. Ngon quá. Rồi còn một gói nữa cho vô luôn. Khủng khiếp. Trời ơi. Hôm nay chúng ta có tất cả là 5 bịch mì trong cái khay này. Và tụi mình sẽ ăn từ từ xem là có hết hay không. Dạ. Lâu lâu hai chị em mình kiểu giống như là thèm quá cái mặt xong rồi mua mì luôn. Thì mình sấy thì những người cũng đói vậy. Sẽ dồn qua một bên. Bên đây thì mình sẽ còn nấu kim chi nữa. Và anh Thư còn có mua thêm gà viên nữa các bạn ạ. Bây giờ Thiên Thư sẽ phụ chị Anh Thư cho cái hành này vô nha. Rải đều nha. Và anh Thư mua thêm một kim chi bibigo. Trong những cái hiệu mà kim chi Anh Thư ăn thì Anh Thư thích nhất là ăn cái hiệu này. Thích chị Anh Thư ăn. Em nhìn mẹ mềm ấy. Mình sẽ cho kim chi ra lò luôn. Trời ơi, ngon quá. Đây là kim chi của chúng ta. Hôm nay tụi mình chơi lớn luôn các bạn. Chơi lớn luôn các bạn. Cũng không nghĩ là nó sẽ hấp dẫn như vậy đâu. Wow, nhìn cái mạc của chúng ta kìa. Mạc bún đậu mắm tôm. Các bạn có bao giờ ăn kim chi cải thảo chưa? Đây chính là kim chi cải thảo nha. Mình hôm nay mình quất hết kim như đó kim chi luôn. Mình sẽ cắt kim chi ra để dễ ăn hơn. Đó, mình mổ kim chi ra sẵn đây. Và ngoài ra tụi mình còn có xúc xích. Xúc xích Pomewell. Tụi mình còn có mua thêm gà lắc. Đây là gà lắc này các bạn. Đây là gà lắc của Osteria. Và bây giờ tụi mình sẽ lắc và sau đó sẽ cho lên mì luôn nhé. Và chúng ta sẽ lắc. Rách mình. Tiếp theo mình sẽ để xúc xích lên nha các bạn. Đây là xúc xích của Hàn Quốc luôn các bạn ơi. Có mình mua hai vị, một vị là truyền thống và một vị là phô mai. Vị phô mai thì Kim Thư nghĩ là nó sẽ không có cay đâu. Tôi tưởng này là phô mai cay chứ. Đó, xúc xích của người ta rất là nhỏ và đơn giản. Trời ơi, đồ hấp dẫn. Hấp dẫn muốn xỉu. Các bạn ơi, đây là cái phô mai. Mình thả vô. Và các bạn ơi, ngoài ra tụi mình còn có phô mai que ở đây là các bạn. Tụi mình có tất cả là 4 que để mà ăn kèm chung với lại mì cay. Và có rất là nhiều xúc xích này các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn. Trời các bạn ơi, trong đây là Thiên Thư đang rất là thích là cái món chính là mì cay nè, cộng với lại gà viên. Hấp dẫn kinh luôn. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu ăn nha các bạn. Nếu như mà bạn nào đang giống như tụi mình cũng đang ăn mì cay thì hãy comment cho tụi mình biết nha. Ngon, ngon xỉu. Mình sẽ làm một miếng kimchi. Cay quá. Cay quá hả? Nhưng mà ngon lắm các bạn. Rất là hấp dẫn. Hiện Thư rất là thích ăn kiểu giống như là nhồn vô á, nó đỡ cay hơn. Mình sẽ ăn một miếng. Thôi mày que. Ngon quá. Gà viên rồi các bạn. Mình sẽ bỏ vô trong cái mì của mình và mình kẹp ăn cùng. Mình sẽ kẹp ăn như thế này. Ngon quá. Dạ Thư đừng quên mình còn có sữa đây. Tụi mình đã chuẩn bị một cái bình sữa có bằng cái mẹt này. Thư rất là thích ăn kiểu giống như là dồn vô miệng mình luôn á. Ăn thấy ngon sao? Cải thảo nè, ăn cùng với mì. Chắc chết. Ngon quá. Suốt ăn chung với kimchi á, đỡ cay á. Nhưng mà có vị chua nó làm cho cái vị cay nó tan đi. Đây là phô mai que mình sẽ ăn kèm với lại mì cay nhất. Anh khóc khóc luôn. Anh Thư sẽ thử xúc xích Hàn Quốc ăn kèm với mì nhé. Cay chưa? Chưa cay. Khi mình cay mình nên ăn một miếng kimchi để nó giải. Kimchi ăn chung với mì cay quá ngon các bạn ơi. Chị Ba nghĩ mình có chinh phục được một cái dĩa mì cay này không? Có thể. Thiên Hương nghĩ nếu mà bạn nào đang coi video này thì sẽ thấy rất là thèm luôn á. Hồi nãy á, Thiên Hương và chị Anh Thư cũng đã coi một video ăn mì cay mà thấy kiểu ăn cực kỳ là thèm luôn. Nên là hai chị em mình mới mua cái hố mì cay này ăn cho đỡ thèm. Ăn một lần cho ngán luôn. Không vậy? Thôi đỏ chị Anh Thư. Anh cay điếng hồn luôn á. Dạ. Thôi. Thôi mình nói chuyện gì đó để cho nó bớt cay. Dạ. Thiên Thư đã nhập học chưa? Thiên Thư đã nhập học rồi các bạn. 3 tuần. Các bạn đã nhập học được mấy tuần rồi? Hãy comment. Rồi chị Ba cũng sẽ hỏi dùm cho các bạn thôi. Là các bạn ai cũng hỏi em là dạo này em đã chuyển qua trường mới rồi đúng không? Dạ. Trường mới như thế nào thì hãy chia sẻ với các bạn. Trường mới của em, bạn bè thì rất hòa đồng với nhau. Đặc biệt là trường mới khá là nhỏ. Việc học thì nó cũng không có cản trở nhiều. Thiên Thư rất là thích không khí của trường mới. Trường mới của Thiên Thư là một trường quốc tế các bạn. Nhưng mà quốc tế dạng nhỏ thôi, chứ không có to giống như là những cái trường quốc tế mà có sân đầy đủ tiện nghi. Thì không phải. Chỉ là một cái trường nhỏ, giống nhỏ như là một cái nhà. Và nhỏ hơn cái nhà của Thiên Thư luôn các bạn. Nhưng mà nó đủ để diện tích để mình học và ăn thôi. Nhưng mà quan trọng là cái việc học của mình được thoải mái là ok rồi. Anh Thư cảm thấy chúng ta đã ăn được 3 bịch rồi các bạn. Anh Thư nghĩ là anh Thư sẽ cột tóc lên, nóng quá rồi. Các bạn đã nhập học chưa nhỉ? Anh Thư thấy là có một số bạn thì đã nhập học rồi, nhưng mà có một số bạn thì vẫn chưa. Theo lời comment của các bạn là gì? Máy của anh Thư này nó dài các bạn ơi. Đúng là kimchi ăn đỡ cay. Wow. Bây giờ chúng ta đã ăn được 10 phút mà vẫn còn như đây. Anh Thư thấy hết cay luôn á. Khi anh Thư ăn có kimchi vô cái nó đỡ cay rất là nhiều các bạn ơi. Rất là ngon. Mình chỉ các bạn một cách để ăn mì cay không có cay nhiều. Đó chính là các bạn khi mà đồ ăn vô miệng á, các bạn sẽ để cho đồ ăn vào hai cái hàm răng bên đây. Ở giữa đừng có cho nhiều quá vô lưỡi nhưng mà sẽ bị cay, các bạn không ăn thêm được. Thật sự đó giờ anh Thư ăn rất là nhiều cái vị mì cay rồi. Mà anh Thư cảm thấy anh Thư thích nhất là vẫn là mì cay truyền thống. Và cái thứ hai là mì tương đen cay của Samyang luôn. Rất là dễ ăn. Hay anh Thư sẽ ăn kèm gà viên và kimchi với mì cay nhé. Cay quá. Cho em nghĩ cái quyền từ bỏ. Em không có bỏ cuộc. Mẹ nhìn Thiên Thư là hồn như bay luôn á. Thôi, ngưng đi, đừng cố gắng. ăn cay được thì phải ăn. Em cay là tái lại tâm hồn luôn á. Mình phải bình tĩnh thì mình sẽ không cay. Phải làm chủ sự cay. Hồi chiều Hiền Thư có câu một anh người nước ngoài ăn 15 gói, 15 bịch cay luôn. Mà không hiểu sao ta ăn hết vậy anh Thư. Phải nói là nãy thì em sao có thể ăn vậy được, đúng không các bạn? Trong khi đó mình ăn mới có 5 bịch là mình cay té lưỡi rồi. Mà mình ăn chung nữa chứ không phải ăn riêng. Anh Thư mệt rồi, anh Thư cay rồi, anh Thư no nữa. Rồi mình có mua thêm nước gạo Hàn Quốc. Lần đầu kiểu giống như mình ăn mà mình đam mê vậy luôn các bạn. Các bạn biết sao, ăn một cái chén và Hiền Thư để cái chén nó đầy luôn á. Rồi ăn 3 phát liên tiếp là quả là cay. Và Hiền Thư thấy hết cay rồi. Đầu tiên ăn một cái mâm đồ ăn bự và không ăn hết. Nhưng mà Hiền Thư nghĩ là nếu mà mình không ăn hết thì còn có anh Bo. Anh Bo không biết ăn cay. Rất tiếc. Chúng tôi rất tiếc vì điều này. Tôi vì cùng tình yêu. Các bạn muốn ăn không các bạn? Nếu mà các bạn muốn ăn thì hãy lại nhà của chị em Song Thư. Chị em Song Thư của mình sẽ rút ra hay không? Các bạn có bao giờ ăn bị cay chưa? Cái mức độ ăn của các bạn như thế nào? Hồi trước thì Hiền Thư mức độ ăn của Hiền Thư ăn ghê nhất là một bịch thôi. Và kỳ này Hiền Thư ăn hết 3 chén luôn. Và Hiền Thư sẽ chuẩn bị ăn tiếp đây. Em nghĩ mà anh Bo ăn này chưa ăn hết 2 chén là anh Bo dậy nước mắt rồi. Chị ba no chưa? No rồi, no quá. Không chịu không nổi rồi. No quá no các bạn ơi. Ăn Thư từ bỏ rồi. Ok các bạn ơi, tụi mình tới đây thôi. Tới đây thôi là hết chịu nổi rồi các bạn ơi. Cũng được 2 gói rưỡi hay gì không? Nào tiên trải nghiệm một cái mâm mì cay siêu to khổng lồ. Cũng không có khổng lồ bằng ai hết, nhưng mà nhiêu đây thôi là đã thấy quá là chịu không nổi rồi. Tụi mình thua cuộc đây, không thể vượt qua cái thử thách ăn hết cái mâm này được. Và các bạn còn đặt ra thử thách nào cho chị em Song Thư mình không? Hãy comment bên dưới nha. Và nếu mà thích một cái chủ đề nào đó thì các bạn cũng hãy comment bên dưới để mà hai chị em mình đọc và thực hiện nha. Yeah. Ok bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you. Đừng quên like, share và subscribe cho Song Thư Channel nha các bạn.